Xin chào 500 anh em, trong tuần vừa qua chúng ta đón nhận rất nhiều những luồng thông tin mới đến từ thị trường ô tô trong nước và quốc tế. Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm nhanh một số các thông tin, tin tức nóng hổi đáng chú ý nhé. Theo nguồn tin đến từ hãng xe Hyundai, chiếc xe crossover hạng B Hyundai Bayon được ra mắt với mức giá khởi điểm khoảng 650 triệu đồng. Với thiết kế đẹp mắt và tùy chọn hai động cơ, cạnh tranh trực tiếp với Kia Seltos, VinFast có dự định xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ để bán xe điện cạnh tranh với các hãng xe lớn ở trên thế giới. Sau khi một loạt các ông lớn như là GM, Kia thay đổi logo nhận diện thương hiệu, hãng xe đến từ Pháp Peugeot cũng cho ra mắt logo mới, giống với biểu tượng của hãng phim sản xuất Tom và Jerry. Hyundai nâng cấp hạn bảo hành cho các dòng xe chủ lực của mình lên thành 5 năm và 100.000 cây số, dấu hiệu cho thấy các hãng xe lớn đã biết tôn trọng người tiêu dùng Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với bản tin news số 11 của Auto Việt Nam và mình là Chí Trần. Hãng xe Hyundai đã chính thức giới thiệu mẫu xe SUV hạng B hoàn toàn mới mang tên Bayon ra thị trường châu Âu. Mẫu xe này có mức giá khởi điểm khoảng 23.500 euro, tương đương với 650 triệu đồng. Với thiết kế nhỏ gọn và có rất nhiều những nét tương đồng với mẫu xe Hyundai Kona, ví dụ như ở phần đầu xe Hyundai Bayon có một cái phần mặt ca lăng xe được thiết kế theo kiểu dạng hình lục giác, những họa tiết bên trong giống với những hình khối kim cương. Bên cạnh đó, phần cụm đèn daylight chạy vào ban ngày cũng được đặt nằm ở phía bên trên, cụm đèn chiếu sáng dạng LED nằm ở phía bên dưới. Nhìn chung với phong cách thiết kế của Bayon, tôi cảm thấy rất giống với phong cách của mẫu xe Hyundai Kona phiên bản mới được ra mắt tại Hàn Quốc. Hiện tại chưa có thông tin nói rõ mẫu xe này sử dụng nền tảng khung gập của chiếc xe nào. Phần thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi chạy dài bên trên cánh cửa, la răng xe có cách tạo hình rất điệu đà, sử dụng hai tông màu thể hiện phong cách thể thao. Một điểm khác nữa mà tôi cho rằng mang nhiều sức ảnh hưởng của mẫu xe Kona đó là phần đuôi sau mang phong cách thiết kế mui bay và mang tới không khí rất hiện đại và thể thao. Đuôi sau của xe nổi bật với cụm đèn có thiết kế giống với hình chữ Y kéo tràn sang hai bên. Tôi cho rằng cụm đèn này giống với của mẫu xe Kia K8 mà chúng tôi đã giới thiệu ở các số trước. Điểm nổi bật ở bên trong khoang nội thất xe đến từ phần màn hình trung tâm giải trí cỡ lớn 10,25 inch với độ phân giải rất cao. Bên cạnh đó, cụm đồng hồ Tableau xe cũng được sử dụng hoàn toàn bằng điện tử, rất giống với Hyundai Kona. Tuy nhiên, điểm mà tôi cho rằng đây sẽ là một trong những chiếc xe nằm dưới phân khúc Kona là bởi vì một số các chi tiết như cụm điều khiển trung tâm vẫn được sử dụng dạng cần số, phanh tay cơ, ghế da phan nỉ. Trong khi đó, Hyundai Kona thế hệ mới đã hoàn toàn chuyển sang dạng nút bấm cơ học và phanh điện tử. Bên cạnh đó, toàn bộ phần ghế ngồi của xe cũng được thiết kế rất tinh tế và trang nhã so với mẫu xe Hyundai Bayon. Xe được trang bị hai tùy chọn động cơ là hút khí tự nhiên 1.2 lít hoặc tăng áp 1.0 lít. Khối động cơ 1.2 lít sản sinh ra công suất là 84 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 172 Nm. Còn phiên bản tăng áp 1.0 lít có công suất là 100 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 172 Nm. Đi kèm với cụm hộp số sàn 5 cấp và số tự động 6 cấp số. Thương hiệu ô tô của Việt Nam có dự định xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ. Đây là những hoạt động đã nằm trong kế hoạch kể từ khi hãng xe này bắt đầu mới thành lập. Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, để bán được xe ở tại thị trường Bắc Mỹ là không hề dễ dàng. Bởi vì không chỉ có các nhà sản xuất ô tô lớn như Ford và GM đã và đang đầu tư hàng tỷ đô la cho ô tô điện, mà hiện nay các nhà sản xuất khắp nơi trên thế giới cũng thi nhau đổ hàng ngàn tỷ đô la để nghiên cứu và phát triển xe điện. Trong tương lai gần, đây sẽ là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt nhất trên thế giới. Tôi cho rằng với việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ cho thấy những bước đi táo bạo của VinFast và chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Bởi vì để xây dựng nhà máy chế tạo ô tô phải đầu tư vốn ban đầu rất lớn, trong khi đó ô tô là sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận thấp. Bên cạnh đó, việc vướng vào những quy định pháp lý chặt chẽ của nước sở tại là điều có thể xảy ra liên quan tới an toàn kỹ thuật xe hoặc những vấn đề kiện cáo của người tiêu dùng. Ví dụ như đã từng có những hãng xe vướng vào những lần triệu hồi sản phẩm, tiêu tốn tới hàng tỷ đô la. Hãng xe Peugeot vừa công bố mẫu logo nhận diện thương hiệu mới nhất sau khi các đại gia xe hơi như GM và Kia cũng đã có logo mới. Cũng giống như hai đại gia xe hơi GM và Kia, Peugeot thay đổi logo nhằm mang tới những hình ảnh mới cho thương hiệu trong giai đoạn phát triển sắp tới. Bên cạnh đó, Peugeot sẽ xây dựng dải sản phẩm của mình cao cấp hơn và tập trung vào phát triển xe điện. Kể từ khi Peugeot trở thành công ty con của tập đoàn ô tô Stellantis, với sự hợp nhất của hai tập đoàn là Fiat Chrysler và Group PSA, trong đó có tổng cộng 14 thương hiệu ô tô là công ty con nằm trong hai tập đoàn này. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, tất cả các dòng xe của Hyundai như Santa Fe, Tucson, Kona, Elantra, Grand i10 và Accent sẽ được bảo hành trong vòng 5 năm hoặc 100.000 cây số. Trong khi đó, tất cả các mẫu xe trên trước đây đều chỉ được bảo hành trong vòng 3 năm.
Hiện nay đang có các hãng xe như Ford và VinFast đang có chế độ bảo hành các sản phẩm của mình trong vòng 5 năm hoặc 100.000 cây. Hiện nay đa số các nước trong khu vực Đông Nam Á đều áp dụng chính sách bảo hành với thời gian tối đa là 5 năm. Danh sách các quốc gia này bao gồm Thái Lan, Philippines và Indonesia. Cá nhân tôi cho rằng với việc nâng mức bảo hành lên thành 5 năm và 100.000 cây số cho các dòng xe nêu trên của Hyundai, có thể coi đây là một trong những cái sự thay đổi về cách nhìn nhận về thị trường ô tô của Việt Nam. Lý do là hãng xe đến từ Hàn Quốc trong những năm qua liên tục trở thành thương hiệu ô tô số 1 tại Việt Nam, đánh bật đối thủ Toyota nhiều năm qua đã thống trị trên thị trường. Vừa rồi là bản tin news số 11 của Auto Việt Nam. Xin được cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.